Việc đầu tiên mà tao phải nói là đủ con bỉ mẹ mày. Tao ghét thì tao chửi gần là cái đủ con bỉ mẹ mày ha. Ai là nhóc con cái đủ con bỉ mẹ mày, trong khi tao có con cu thật sự có thể đủ con bỉ mẹ mày. Ai 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 ông nội mày đây chứ là ai? Bị gây ở dứa giái tao đéo cần biết bất xạo lộn lại. Cầm cây mai nó về Trung Quốc nó ở bên Mỹ phát ngôn hai. Đụng tới tao thì chết con mẹ cái ông mày già mày, để tao đem đi chôn ngay mấy thằng mất dạy. Mới có rặn một cục thì lũ chó dại xúm lại mà nhai. Thằng mặt lỗ cái lỗ nó to còn hơn cái lỗ miêu nai. Có cái đéo gì ngại cái lỗ phân của mày tụi lộn sánh vai cũng ngang với tụi xìa. Còn mấy thằng cái tui suốt ngày cứ rủ tao freestyle. Thằng nào cũng nhận lời sạch ai ai cũng trông rất là style. Quan tâm cái đéo chẳng thà tao biết với thằng vi đi thứ hai khi vi đi chết vẫn còn gọi hồn lại vì tao là kỳ bàn chữ tiếp theo. Tao phải nói là đủ con đĩ mẹ mày, tao ghét cái thị tao chửi gần là cái đủ con đĩ mẹ mày ha. Ai là nhóc con ha đủ con đĩ mẹ mày, trong khi tao có con cu thật bự có thể đủ con đĩ mẹ mày. Mấy thằng tôm nó vẫn cứ gọi gần tao là nhóc con, vẫn tôm nó lên làm cha vẫn chờ vẫn đợi nhưng lúc bảo bón vẫn há vẫn hứng vẫn hơi gọi lại để khen là cứt bóng hơn. Thằng lồn này lão bộ vào này cháu nó sắp bị tao chiên giòn. À, alo, dạ cho hỏi có phải là cảnh sát 113 không ạ? Dạ em muốn trình báo một sự việc, nó có thể ảnh hưởng tới tất cả những cái não của tụi sủ nhi trên toàn thể nước Việt Nam đó là. Thằng ếch mà báo nó thích phân động vẫn làm nhạc đít ông keng. Về Việt Nam bị đập như chó chắc tay lên phường báo công an. Thằng bị gãy xuống mũi con có thằng bị tét cái đầu. Hai thằng mày của nhà mép mẹ chưa ở đây vô đéo có lo đâu. Ở bển mà sủ ở đây cố gắng phát triển được ngày mày chết như na năm mới tới đến xong về sẽ công an bắt đứa dám về nhà. Rapper toàn súc vật ếch và báo thỏ và cá nguyên ca trùng súc vật nó bàn chính trị về đất nước ta. Nhạc của tao nó chưa có đương đại bởi vì chưa có con vú bự nào cô vợ. Nhạc của mày từng hơi thở gắt y như là cái mù lờ. Lâu của mày bao khó giống như hát cái bài Bắc Kinh Thang của tụi